Hello, xin chào cả nhà. Chúng ta lại hẹn gặp trở lại ha vào chương trình Trẻ Khỏe Đẹp giữa tuần, chia sẻ những cái kinh nghiệm mình xài thực tế về sản phẩm. Thì mình còn đúng 2 phút nữa là chúng ta sẽ chính thức bắt đầu cái chương trình lên sóng live ngày hôm nay, cùng với lại là ba người A-Shop ở đây, là đó là Quế nè, chị Nga nè và mẹ của Quế. Thì trong khi chờ đợi thì các anh chị vào trên chương trình live á, các anh chị say hello, chào hỏi với nhau trên phần comment, cũng như là giúp cho Quế share và invite những anh chị khác. Hello, trời ơi, chào anh Hà Đỗ ở Denver. Hello, chào anh. Quá, không có gặp anh Hà khỏe không đây? Hello, chào. Rồi, các anh chị giúp cho Quế ha. Bấm vô là nếu mà những anh chị nào mà đang nghe trong phone á, thì chỉ cần bấm cái nút share ở phía dưới đó, thì dưới nút share thì sẽ có là cái chữ invite đó, các anh chị invite ha. Và trong khi đó thì mình gửi lời comment với nhau nha. Rồi Quế sẽ làm cái phần của Quế bên này, phần thủ tục là share lại ở những cái trang group chính cũng như là những cái group message chính. Rồi trong khi đó thì nhờ Mon và mẹ mình trò chuyện với nhau hôm nay. Sorry, nhờ Mon và chị Nga. Đây cũng là mẹ. Đó là coi như hello chào chị Kim, hello chào Lâm Kim Ngân, ôi cha chị Kim là nói là chào ba em gái. Rồi hôm nay mình nói về đề tài gì em hai Mom với chị Nga, là đề tài mà nhiều người mình quan tâm, chị em phụ nữ mình nè. Em nghĩ là ở cái lứa tuổi của mình hoặc lứa tuổi nào cũng vậy, nói chung là phụ nữ mình là sợ nhất là già. Mà cái gì mà để cho người ta nhận được cái già của mình, đó là những cái nếp nhăn trên cái khuôn mặt của mình. Dạ. Đó là mình rất là sợ và lo. Có cách nào để mà mình làm cho nó giảm bớt? Với lại cái nhăn á, nó cũng làm khi mà mình chụp hình đó, thì những cái đường, ví dụ như mình chụp hình đi, nếu mình có hai cái đường khóe miệng á, thì mình chụp hình nó không có đẹp. Chắc chắn nó không có tươi, mà tự nhiên thấy nó buồn. Đó là cái mà mọi người đi chíp, đi làm đủ thứ để cho nó căng ra đó. Thành ra rất là, sau khi mà mình Nga điều trị ở tiệm á, thì đa số là Nga điều trị hai cái nếp khóe miệng này, với lại khi mình cười, mình thích cười, tại nụ cười làm cho mình tươi á chị. Em thấy khi chị cười tươi, không thì mình thấy buồn hiu à. Nhưng mà khi mình cười thì mình lại sợ bị nhăn trong mắt. Cũng sợ bị nhăn nữa. Cười nhiều á thì nó đẹp, nhưng mà sợ mình sẽ thấy những nếp nhăn lúc mình cười nó phải nhăn thành ra. Có người thì ta đơ, người ta không muốn cười. Ok, hello chào anh Hải, chào hai chị bà Quế xinh đẹp. Hello chào anh Thư, trời ơi anh Thư thả tim quá trời luôn nè, yêu anh Thư ghê luôn. Cảm ơn các anh chị My Trần và Jennifer Đoàn nữa nè. Rồi á, thường á là Mom mình có cái câu gì mà về nhăn mà vui vui không ha? Người ta nhăn như cái gì á Mom? Nhăn như gì Mom? Nhăn như gì nè? Mà mình mà bị nhăn á thì hồi xưa đó, em còn nhớ cứ mình hồi còn nhỏ đó, lần mà má la cái gì hoặc làm gì nhăn nhăn cái má nó mặt nhăn như khỉ. Khỉ thành mình cũng tuổi khỉ. Mom con tuổi khỉ đó, nhăn như khỉ. Biết là mặt con khỉ chắc nó không có được đẹp, tại vì mặt khỉ nhăn nhiều quá, thành ra nói vậy không sợ. Mặt nhăn như khỉ bao nhiêu người mình tốn bao nhiêu tiền để cho làm sao để cho cái mặt của mình nó đừng có nhăn. Thì cái nhăn á, chị em đi biết là cái gì mà chị cũng nhớ là tại sao mà chị biết tới cái những cái dòng sản phẩm A-Lock này là cũng vì cái thích thú về cái tìm hiểu về nhăn phải không chị nhỉ? Thì em nhớ chị đó, em nhớ là cái lần mà gặp Nga đó, lần đầu tiên đó, cũng trước khi mình biết về cái công ty hoặc là công việc kinh doanh này đó, thì khoảng nhớ gần 4 năm rồi Nga. Ừ, chứ chị hơn 4 năm rồi. Rồi thì lúc đó thì mình ở cái lứa tuổi của mình thì cũng rất là muốn là quan tâm về cái sự trẻ đẹp, năm mươi mấy gần 60 rồi. Thì Nga nói là có những cái sản phẩm mà giúp cho chị sẽ thấy trẻ hơn, giảm bớt những cái nếp nhăn. Thì cái điều đó là đã thu hút được cái Amy ngay từ ban đầu, là làm sao mà cho mình giảm được những cái nếp nhăn để mình thấy được cái sự trẻ của mình hơn. Nga còn nhớ lại cái ngày đó chị Amy chỉ đi bán nhà cho mình. Mà chị quên luôn cái nhà mà chị nghe nói nhăn cái dãy, chị dãy tột qua mình. Chị đi bán nhà cho một người khác mà chị nghe Nga nói về cái nhăn bên kia, bên ghế bên kia là chị dãy tột qua chứ nhăn. Chị hỏi thăm liền. Thì cái đó là cái phụ nữ rất là quan tâm hơn là cái tiền hôm đó người ta đi làm nữa đó. Đó là cái niềm vui. Ok, rồi bây giờ Quế vừa share xong cho các cái group
chính ha, sẽ tắt nhạc để mà mình chính thức mình bắt đầu ha. Rồi một lần nữa là chào cả nhà trên Facebook Live ha. Đúng giờ. Ok rồi. Xin chào mọi người nha. Một lần nữa các anh chị giúp cho Quế nha, với lại mẹ Quế với chị Nga nè, thả tim nè, rồi say hello nè. Và quan trọng nhất các anh chị là click vô cái chữ share để mà mình invite thật nhiều chị em khác vào. Mà ngay cả mấy anh cũng vậy, tại vì mấy anh á, mấy cánh đàn ông cũng rất là quan tâm về cái chuyện nhăn, chứ không phải chị em phụ nữ của mình không đâu. Thành ra là, đó là bí mật của đàn ông ở trên ha. Đây á, là bây giờ á, là các chị em mình với lại các anh á, ai mà hôm nay háo hức để mà muốn biết là bí quyết làm sao giờ nhăn á, thì mình làm sao đây, có cách nào để mà bớt nhăn hay không nha. Và bây giờ là ngày hôm nay là ngày giữa tuần, ngày thứ tư là ngày 16 tháng 8 năm 2017. Và hiện tại á, giờ của mình là Quế, mẹ Quế với chị Nga là đang ngồi ở nhà của mẹ Quế là ở ngay miền Nam Cali. Mình là 7 giờ tối ha chị Nga hả? Là giờ miền Tây Hoa Kỳ. Có nghĩa là 8 giờ tối ở bên Utah, 9 giờ tối ở bên Texas và là 10 giờ tối ở bên New York, Florida là giờ miền Đông. Thì ở bên Mỹ là tối ngày thứ tư. Còn ở bên Việt Nam của mình á là rạng sáng ngày thứ năm, là bây giờ ở bên đó đó là coi như là 9 giờ sáng ngày thứ năm ha. Còn ở bên châu Úc cũng là buổi trưa, cũng khoảng là 11 giờ trưa rồi. Và châu Âu là rạng sáng mà cũng 3-4 giờ sáng ở bên đó. Làm riết mình nhớ. Thành ra bây giờ là chào cả nhà ha. Là nếu mà cả nhà là ai ở đang ở Mỹ nè, USA, rồi ai ở Việt Nam thì viết vô ở trong cái phần comment là VN ha, là Việt Nam. Rồi ở những nơi khác như châu Âu hay là châu Úc nha các anh chị. Mình rất là vui là cái chương trình show này là càng mỗi lần làm á là nhận được rất là nhiều cái lời góp ý cũng như là những cái câu hỏi. Thành ra là càng ngày mình càng thấy rất là vui với cái chương trình này. Rồi bây giờ mình vô chủ đề chính ha. Bây giờ nhăn thì như là chị Nga có nói lúc nãy đó, thì mình nhăn á thì là có bốn cái phần ở trên mặt mình để mà mình quan tâm, không chị Nga? Là ở đâu chị Nga? Thường là Nga bị trán nè. Bị trán. Tại cứ tật. Có một cái tật nữa, giống như các em nhỏ Mỹ đó nói chuyện nó cũng hay nói thì cái nhăn trán hay bị nhăn trán. Nhăn trán. Rồi hello chị Vân, hello anh Kiệt Đoàn. Rồi thứ hai là ở đâu không? Ngoài trán thì chúng ta thấy xung quanh cái vòng mắt. Xung quanh vòng mắt nha các anh chị. Khóe miệng. Khóe miệng rất là quan tâm ha. Và đồng thời cái cổ nữa. Cái cổ là cái phần nhăn mình dễ lộ ra bên ngoài để cho người ta thấy. Ok, rồi là bốn cái đó là như trên hình ha. Sorry Ngọc Hân, hy vọng là bây giờ nó ổn định lại ha. Tại vì có thể là cái signal nó chưa được ổn định, giờ ổn định lại nha. Hello chào chị Michelle, chút nữa gặp bà chị nha. Muốn thịt xào đang chờ chị đó. Hello chào chị Phi Loan, rất là vui. Bây giờ mình nói là hôm nay là nhăn toàn diện á. Thì nếu như mà mình bị như vậy thì cái gì là cái mà popular nhất á mà mình xài trong cái vấn đề mà nhăn ở trên đây để cho da mặt căng á chị nha. Okay. Thì hôm nay mình nói về cái chương trình đó, tại vì tiệm của Nga có một cái spa là chuyên điều trị về nhăn, trị nhăn mà cái phương pháp tự nhiên. Đó thì hôm nay mình sẽ nói về phương pháp tự nhiên. Tại vì khi mà mình có một cái nếp nhăn thường thường mình khó chịu cho nên phải đi dùng đến thẩm mỹ cái đó từ đó giờ. Hay là mình botox tất cả mọi cái mình phải làm sao để cho nếp nhăn mình nó đỡ đi phải không? Thì cái tiệm của Nga hồi đó giờ là điều trị về nhăn mà giống như một cái tập thể dục ở trên những cái muscle. Tập thể dục cái trong những cái máy móc nó làm cho cái cơ bắp của mình nó được săn chắc. Còn ngày nay đó thì mình lại có cái công nghệ age lock, thành ra nó có thể làm cho mình làm sao để cái da của mình nó trẻ một cách săn chắc tự nhiên, chứ không phải bây giờ nếu mà mình đi căng đi thì cái da mình căng, nhưng mà cái căng của cái da dư, nhưng mà cái da của mình vẫn là cái da bị lão hóa rồi, nó bị mất collagen rồi. Còn đằng này đó, mình hôm nay mình nói về làm sao để cho cái da của mình nó tự thẳng, nó tự căng lên giống như là 10 năm trước hay là có thể 20 năm trước nếu các anh các chị muốn. Ok, có nghĩa là như chị Nga nói đúng không? Có nghĩa là hồi xưa là những cái máy móc chị Nga xài thì nó vẫn là kéo căng ra, nhưng mà cái da của mình ở tầng mấy cái tầng biểu bì ở dưới nó già thì nó vẫn già. Thành ra nó chỉ là một cái giống như sọt thơm thôi không chị? Nếu mà đi giải phẫu á thì lúc đó là mình chỉ cắt, mình kéo lên căng, nhưng mà cái da mình vẫn là da lão hóa. Da lão hóa. Là già. Còn máy của chị là những cái mà đem oxygen lên rồi tập lên những muscle căng giống như mình đi tập thể dục vậy đó. Nhưng mình phải đi maintenance hoài, mỗi tháng mình phải đến mình làm. Còn hôm nay á là mình nói về làm sao mỗi ngày mình hoa, mình sức.
và những cái khoa học nó đã đem đến làm cho cái mặt của mình có thể căng thẳng ra. Thành ra mình thấy có cái problem gì đó thì mình tìm cách mà mình giải quyết nó tận gốc. Đúng rồi. Còn những cái như giải phẫu hay là như Nga vừa nói đó là chỉ là cái phần chữa tháp bên ngoài thôi. Ok, bây giờ Quế nghe mẹ Quế là cái sản phẩm đầu tiên mom. Khi mà mẹ biết được công nghệ A-Shop, cái sản phẩm đầu tiên mà cái bức hình của mẹ mà nổi tiếng anh chị, bức hình đó là nhiều anh chị đã mượn để mà coi như là đi quảng cáo lắm nha. Không biết có anh chị nào còn nhớ cái bức hình đó hay không ha. Thì á là mong cho biết là mong xài cái gì trong bất cái đầu tiên ha. Thì cái mà từ đó mà cho tới tận bây giờ em vẫn yêu thích nhất á, nó gọi là True Face Essence Ultra. A-Shop True Face Essence Ultra. Dạ. Thì đây là nó có những cái viên giống như cái viên gel á, thì trong này mình ngắt cái đầu nó ra thì nó có vài giọt trong đó, nhưng mà cái vài giọt này rất là quý, và mình chấm vào những cái nếp nhăn, mình massage trên nó thì mình sẽ thấy rằng những cái nếp nhăn nó giảm rất là nhiều. Đó là cái này cái chính cho tới bây giờ là em vẫn dùng đều đặn và trên kho này có chị em nào này là Quế biết có một số anh cũng đang xài nha. Và ngay cả là cái người mà president cũ của mình ông Scott Ward á, ổng xài cái này ổng rất là thích nha. Có cái hình của ổng trước và sau này các anh chị nào nhìn thấy nha, gọi là Agelock True Face Essence Ultra nha các anh chị. Một cái hũ như vậy là có 60 viên. Và đây là cái hình để Quế cũng sẵn để với không biết anh chị còn thấy hay không, đây là cái hình này mẹ Quế đó, là coi như là trước và sau đó. Ờ, chụp ngay tiệm của Nga đó. Trước 90 ngày. Ok, rồi. À, thì bây giờ tiếp theo đó là cái sản phẩm kế. Giờ để chờ một chút, một số anh chị nói là nó bị không biết là nó có better hơn không ha. Rồi mời các anh chị invite những anh chị khác vào giùm ha. Rồi cái thứ hai kế tiếp, cái này á các anh chị, cái tên thì cái tên đầy đủ á, rất là dài dòng chị nha. Kêu là nào là Agelock True Face Essence Ultra, nhưng mà cái tên ngắn gọn của nó là gì chị? Có nhiều người nói cái tên ngắn gọn là cái này gì? Có nhiều người tại vì quá thương yêu, quá thích đi cho nên họ đặt á là giọt nước mắt thương yêu, như là chị Dung ở nhà hàng Momo, bây giờ là nhà hàng Ngọc Sương đó, chị đặt là giọt nước mắt quê hương. Giọt nước mắt quê hương. Rồi á là Viên Thơ Ngọc Trai nè. Rồi nào là giọt nước thần. Nghe giọt nước thần nữa. Và cái chính của cái sản phẩm này á là nó làm cho cái da có lại sự săn chắc bằng cái việc là cho lại cái lượng actin trên da. Thành ra mình xài là có cái chứng minh lâm sàng nha các anh chị, ở trường đại học UCLA á, là sau 3 tháng mình xài là cái lượng săn chắc, cái lượng actin là nó tăng lên hơn 100%. Ha, thành ra là công ty bảo đảm cho mình có thể mình dùng 2 viên buổi sáng viên. Và buổi tối sau khi mà mình rửa mặt Thì cái này á là nếu mà các anh chị muốn sử dụng nó tìm hiểu kỹ thì tại vì thời gian ở đây không có nhiều cho nên mình chỉ đưa vào thôi, nhưng mà đi sâu vào sẽ có rất là nhiều cái thích thú tại vì nó chỉnh sửa những cái tế bào ở dưới da của mình rồi thoái hóa đó. Bây giờ kế tiếp là cái máy ủi mặt. Giờ chị nghe sao nghe nhiều người nói nhăn là nói liền là dùng cái máy ủi mặt, làm sao chị? Máy ủi mặt là cái gì đây? Tại vì cái này á nó đẩy đến đâu thì thẳng đến đó. Cái máy này là nhỏ gọn trong vòng lành tay thôi các anh chị, nhưng mà rất là thần kỳ. Này thần kỳ sao chị Nga cho biết thêm chị Nga. Cái máy này người ta rất là nó bằng dòng điện microcurrent á. Ở bên Mỹ thì mình gọi là facial spa, cái máy spa. Còn những nước khác ở Việt Nam thì là galvanic kim máy số 2. Ha, thì cái mỗi một cái nơi thì cái như ở Mỹ thì mình xài cái gel này. Bởi vì cái máy là máy và cái này cái gel với lại cái mask mình lớn như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam hay là các nước khác thì vẫn là một cái này hả chị em ha. Chị Galvanic Spa. Cái Galvanic Spa đó thì mình dùng hai cái những cái giỏ này ha. Thì khác nhau chỉ chút xíu vậy thôi. Nhưng mà mình tất cả những cái nơi nào mà mình cần đẩy lên thì cũng đi theo cái chiều hướng của cái cơ bắp của mình á, giống như khi mà mình đi tập thể dục á thì mình làm sao nâng mông, mình làm sao nâng ngực, hay làm sao mà có muscle trên tay phải không? Thì mặt mình cũng như vậy. Cho nên mình cũng phải tìm hiểu để mình làm sao cho nó đạt kết quả cao hơn. Còn nếu không mà mình cứ đẩy ủi nó lên thôi. Nếu mình biết nhiều hơn thì kết quả nhiều thì kết quả nó nhiều hơn, thì cái đó là người ta kêu máy ủi mặt, tại ủi đầu thẳng cái đó. Mình xài 1 tuần 2 lần.
Giống như là một tuần nhiều nhất là 3 lần thôi. Rồi không biết tại sao mà hôm nay là nhiều anh chị nói là bị gián đoạn, tại vì ở bên đây thì nó vẫn ok, rồi mới không biết là như thế nào. Hy vọng là một chút nữa thì sẽ better hơn để mà recording lại đó. Rồi thì bây giờ đó là cái máy ủi này á, một cái đặc biệt đó, các anh chị nhớ là ở bên đây á là có gọi là mình cái version ở bên Mỹ là facial spa đó chị nha, là được FDA clear nha. Được FDA clear có nghĩa là mình xài là được an toàn ở trong làm cái spa ngay tại nhà. Và ở những cái quốc gia khác đó thì là mình nói là mình xài cái gel organic. Rồi thêm một cái nữa đó là cái đầu này các anh chị là mình có thể lấy ra. Cái này là cái đầu bình thường để mà mình có thể trên mặt như trên đây. Và có một cái đầu nhỏ này là để làm cái gì vậy chị Nga? Cái đầu nhỏ này thì mình đi vào những nơi, tại vì cái đầu lớn á thì mình đi vào những cái vùng lớn trên mặt á, mình đưa lên đi. Nhưng mà cái đầu nhỏ này á, mình đi những cái vùng nhỏ, ví dụ như mắt á, mình đi vào những cái vùng nhỏ, nhưng mà khi mà mình có thể những cái vùng nhăn thì nó hơi nhỏ nhỏ, ví dụ như đường phá này nó có những cái đường xếp nếp lại đó, hay là đường nhăn của mắt, mình nâng mắt này lên, hay là những cái đường nhăn nhỏ thì mình dùng cái này. Nhưng và cái đầu nhỏ, còn cái đa số thời gian người ta sẽ thích dùng cái light corrector. Cái đầu nhỏ này là để light corrector lên tay phải không chị? Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà tại vì cái light corrector này là một cái kem để mà trị nhăn. Nhăn chỗ nào thì sức chỗ đó. Nhăn cổ sức cổ, nhăn cái đường light nào mình bị thì mình sức lên. Mỗi ngày mình sức lên để rồi xong rồi mình bắt đầu make up lên thì cái chỗ đó nó mềm mại hơn, nó không có bị khô, nó không bị nhăn. Nhưng mà nếu mà mình muốn điều trị những cái nhăn nhiều hơn á, muốn đi sâu hơn thì mình có thể dùng cái máy. Mình có thể dùng cái máy được, chỉ có cái này mới dùng cái máy được thôi chứ không phải tùm lum thứ. Các chị kem nhớ ở trong này nhiều kem thứ, mình có lotion nhưng mà không phải cái nào cũng để lên máy rồi chạy nha các anh chị. Là ở bên Mỹ một lần nữa là mình chỉ xài cái gel này thôi nè. Ở bên Việt Nam thì hai cái ống gel kia. Những anh chị nào mà muốn tìm hiểu, tại vì hôm nay mình cái thời gian mình cũng giới hạn đó, cái cách xài thì ai mà gửi cái video này cho các anh chị liên lạc với người đó, cái người nào mà share đó thì các anh chị liên lạc để mà được chỉ cách xài sau. Hoặc là có thể là sau đó nếu mà các anh chị tình cờ vào cũng có thể feel free để mà nhắn tin cho Quế, cho mẹ hay chị Nga ha. Rồi với lại có một cái nữa là và ngoài những cái đẩy những cái mặt thẳng nâng cơ ha, thì cái nám của mình nó cũng sáng thêm. Qua cái máy này đây là chương trình về nhăn mà chị Nga cho bonus về nám luôn mà các chị thôi thì làm sao nữa nha. Nói luôn, nói có nhiều lắm, tại vì rồi bụng nữa, tại vì nó một cái máy này nó đưa sâu và nó làm, nó gọi là deep clean, làm sạch từng ở trong từng cái lỗ chân lông, cái lỗ chân lông của mặt mình. Thì ra đây cũng là một cái đi sâu và để làm sạch. Mà cái đó là em thấy rất là rõ. Mỗi một lần sau khi mình sẽ sạch cái máy, cái da mình rất là nó mượt, nó mịn lắm, rất là mịn. Hồi mới 2 ngày mới thấy má mi ủi. Ok, rất là tốt nha. Để mà đọc một chút xíu ha, thì là cái một cái các anh chị là cái bộ này là họ nói đó là làm cho cái da của mình đó là cái gì, Nga nói là không phải chỉ ủi để bớt cái lằn nhăn mà nó còn là để đi xuống ở dưới để mà làm sạch cái làm sạch chân lông, cái chân lông nữa thì rất là tốt. Tại vì cái chân lông của mình cái nó hay giữ lại những ví dụ như da dầu á, thì nó làm cho vi trùng làm cho thành mụn. Nó sưng nó thành mụn. Thì đây là những cái mà tại mình rửa ngoài mình chỉ rửa vậy thôi. Trong khi mỗi ngày mình bụi bặm chắc vô ha, rồi mình đánh kem mình nhét vô lỗ chân lông sâu á, thì làm sao lỗ chân lông càng ngày càng nông ra. Làm sao để mà mình lấy được chỉ có đi thẩm mỹ thôi, thì đến tiệm Nga thì những cái máy sẽ hút ra rồi mình thợ rồi làm đủ thứ hết để nó mới sạch, phải không? Thì có cái máy này nó giúp cho chúng ta làm sao để có thể lấy được những cái kem và chất dơ trong cái chân. Các anh chị nào có câu hỏi gì cứ viết xuống ha. Chào anh Khôi Lưu ở Denver nè, lâu rồi mới gặp lại anh. Chào Ái Linh Bùi nè. Rồi cái này như nãy chị Nga nói, các anh chị nhớ hồi xưa cũng có nhiều người hiểu lầm đó các anh chị, là cái line character này cứ nghĩ là chỉ xài ở quanh mắt thôi mà không phải nha. Nhắc lại một lần nữa là ở cái khóe miệng hay là ở đâu đó thì các cái nếp nhăn luôn các anh chị, chứ không phải chỉ mắt không nha. Và là nếu mà mình không có thời gian nhiều á, hoặc là tại vì chạy máy này á thì đúng ra là một tuần chỉ xài 2-3 lần thôi. Khi mà mình xài thì mình nhắc lại các anh chị cái máy này xài nhiều không. Rồi,
Nhưng mà cái này cũng rất là rẻ. Thì là mình cứ dùng tay mình vào mỗi ngày hai lần buổi sáng và buổi tối. Sau khi mà mình khô lại là mình dùng nó. Quế thì là Quế kinh nghiệm bản thân của Quế, Quế xài cái này mà xài tay thường mỗi ngày, Quế xài tay chứ không phải chỉ là xài máy. Thành ra ví dụ như mình không có cái dịp mình xài máy thường thì mình vẫn xài được cái này. Mà rẻ lắm, like mỗi tờ rẻ lắm. Ok, rồi mình chuyển qua kế tiếp nè. Một trong những cái sản phẩm mà mẹ Quế cũng rất là yêu thích bên cạnh. Dạ đúng rồi, tại cái wifi của nó đó. Rồi bây giờ thì là trên tay của Mom á, con đưa đây là một trong những em yêu của Mom á, là cái gì nè? Cái serum cho mọi người thấy ha. Và serum này là được number one của Total Beauty á, serum là số 1 serum á. Và cái tên gọi mà đầy đủ các anh chị là cái gì Mom hả? Tên gọi đầy đủ nó là gì? Future Serum cho anh chị. Nó là được number one. Number one beauty chị em mình. Với lại khi mình lên trên đó, lên beauty á, mình sẽ coi về nhà những người mà ta xài này, ta yêu thích như thế nào, những đường nhăn bớt như thế nào, thì đây là cái mà hồi xưa giờ tụi mình tất cả mọi người đều yêu chuộng. Cái này á, nhỏ nhỏ vậy mà có vỏ lắm á các anh chị, mà xài rất là good. Và một cái mới muốn cũng muốn nhân đây nhấn mạnh á, tại vì vừa mới đọc lại cái định nghĩa sản phẩm của công ty. Hello chào chị Thái Châu. Các anh chị thả tim nhiều nhiều thì nó sẽ bớt gián đoạn hả? bị ngắt nữa rồi. Ok. Thì á là một cái phần mà các anh chị lưu ý là cái serum này á, là nó sẽ giúp kích thích sản sinh ra collagen luôn trên cái da của mình. Thành ra đó lý do tại sao mà mình xài da mình càng ngày nó càng săn chắc á. Các anh chị thấy hai cái này phối hợp lại là da sẽ càng ngày càng săn chắc. Cái này là lượng actosin để cho da mình có cái sự căng ra. Cái đây là giúp cho sản sinh của collagen, là càng cho làm cho da của mình là hai cái này mà phối hợp. Hai cái này là phải đi chung là lắm luôn. Hai cái này nó làm cho cái làn da của mình tuổi nào cũng giữ được cái thanh xuân. Cái tuổi nào cũng vậy hết, tuổi nào cũng xài được hết. Mấy em 20 mấy 30 là có thể giữ được mãi mãi cái nét đó, đến 50 60 cái da vẫn đầy hết, căng đầy là sống. Rồi một cái cuối cùng nữa mà là mới, công ty mới ra nhất gần đây á các anh chị, là cái sản phẩm mình gọi là sản phẩm dưỡng da mà là coi như là thượng hạng á, là tại vì đặc biệt là điều chỉnh cho từng loại da của bạn từng người. Thì đây là cái nhờ chị Nga với Mom nói một chút về cái em này ha. Em này là em gì đây? Em Mi này là chắc là mỗi người nếu mà đây là một cái bộ dưỡng da. Thường thường bộ dưỡng da mình có 5 món, không điều trị thì 5-6 món, nhăn món nữa, nám món nữa ha. Thì trong này bộ kem dưỡng da nằm trọn gọn, gói gọn ở trong cái máy này. Đây là một cái công nghệ mà công ty đã đầu tư trên 35 triệu. Quá và hay. Và giờ cái bộ kem nào giờ mình mua mình xài thì nó chỉ thẩm thấu được một phần nào thôi. Nhưng mà khi bỏ vào đây thì qua cái máy giống như là em nói là nấu tươi vậy đó, nấu ăn tươi vậy đó, thì những cái kem điều trị này á, thì nó sẽ thẩm thấu xuống dưới da của mình gấp 3 lần. Đó là cái tại sao mà sau khi trong lúc mình sử dụng á, mình sẽ thấy nó có cái cảm nhận khác là cái kem bình thường mà mình mua. Có cái cảm nhận rất là đặc biệt, giống như mình đi điều trị mạnh ở trong tiệm nha vậy đó, nó làm cho mình thay đổi. Cảm ơn chị Nga. Và anh chị thấy nha, cái này là độc đáo là tại sao? Tại cái serum á các anh chị là có ba cái ống nhỏ dưới đây các anh chị nha. Ba cái ống nhỏ này các anh chị nào mà đang xài Exlock Me giơ tay lên in cái comment dùm cho Quế nha. Ba cái serum này là nó mix lại, trong khi là cái serum này nó đã tốt rồi các anh chị, nhưng mà đã pre-mix, có nghĩa là mình xài là cũng chưa có được tươi 100% đâu. Cái này là tươi 100% nữa. Và coi như là Mom có thể cho ông biết thì ở đâu mà mình có thể giúp được cho cái mình đang nói về nhăn. Mà cái này thường người ta chỉ nghĩ là chỉ là dưỡng da mỗi ngày thôi, thì cái phần nhăn nó ở phần nào? Mom nhớ là khi mình làm cái test da đó có 20 câu hỏi, thì trong đó nó có những cái phần nhăn không ha? Cũng có hỏi về nhăn, nhất là hỏi về cái độ tuổi của mình là khoảng cái lứa tuổi nào thì mình thấy là đã nói lên cái sự nhăn hoặc là bị mụn, bị nát. Có một câu á mà họ hỏi về nhăn, các anh chị họ cũng hỏi rất là chi tiết. Một câu là họ hỏi là phần trán mình nhăn bao nhiêu, mình quẹt qua quẹt lại là một phần. Một phần họ hỏi là cái phần quanh mắt mình nhăn bao nhiêu là một câu hỏi, chứ không phải nó chỉ hỏi sơ sơ là da bạn nhăn bao nhiêu đâu các anh chị. Anh chị nào mà xạ làm cái sơ sơ là khóe miệng của các anh chị
trên cái môi đó, mắt bao nhiêu, mắt bao nhiêu, trán bao nhiêu, rất là hay. Và ra là mình là dân tộc của thuộc loại chủng tộc nào, đường này nọ, mình ở đâu, rất là kỹ. Khi mình xài á, mình sẽ thấy cái sự thẩm thấu mà mình cũng cảm nhận đặc biệt là nó mạnh hơn, tại vì nó thẩm thấu vô cho nên mình cũng sẽ thấy khác một chút xíu. Mình là những cái kem bình thường. Cái này nó nói về cái nhân, cái nhân nói về nhân. Nói về nhan là câu người ta hỏi rất là chi tiết các anh chị, nhan ở trán, ở mắt, ở miệng, đồ này nọ rất thì giống như hồi nãy giờ mình nói về nhiều thứ, anh viên chu phi cũng làm cho mình trẻ, làm sao để bơ mờ đi cái vết nhan ở mắt và ở tức nâng cái da của mình thành săn chắc hơn. Thì cái chai serum này cũng vậy, cũng là một cái nhan mà độc đáo, nếu mà mình không có nói sâu, nếu nói sâu chắc cả thời gian cũng lâu lắm mình nói cũng hết cái này được. Cái này đam mê thì cái máy này cũng vậy chị My ha. Nhưng mà tất cả những cái này á, mình có thể, mình có tiền bao nhiêu thì mình đẹp bao nhiêu, mình có điều kiện bao nhiêu mình đẹp bao nhiêu, mình có quyền có thể hỏi tất cả bạn bè của mình, còn còn không thì mình có thể chọn cái nào nó vừa tới cái túi tiền của mình. Thì bây giờ á, là sẵn mình nói về cái chuyện giá tiền rất là hay chị Nga. Vậy thì nếu như mà chỉ giống như là một cái là chỉ có gọi là mình kêu là một từ thứ tự đi, từ một giống như là cái nào là cái cần nhất, cứ như là must have, và cái nào là nếu mà có khả năng thì mình xài đó, thì chị Nga có thể chia sẻ bí quyết là nếu mà có một người nói bây giờ em chỉ có thể mua được một món thôi thì là chị Nga recommend cái món nào? Thì cũng có lẽ là nếu mà cái máy đánh mặt á thì chắc có cái nào nó thấy nó cũng dễ, tại vì cái bộ kem dưỡng là ai cũng phải mua. Đúng rồi, tại dưỡng mà. Tay là cái bộ kem dưỡng mà ai cũng phải mua, nhưng mà làm sao để mình xài được nó, mình sao mình làm cho nó hợp cái khách da, hợp với mình, tại vì trong này nó có kem chống nắng, kem dưỡng da ban ngày thì chắc chắn là chị nghĩ là cái này là cần nhất rồi, tại vì nó là dưỡng kem ban đêm, kem ban chống nắng, kem về những cái tình trạng trên da, nhăn nám, sệ bao nhiêu khe, vì có lẽ là đây là cái bộ mà Nga nghĩ là cần nhất, tại vì cái này Nga thích quá trời luôn, ai cũng có thể thích hết á, nhưng mà mình vẫn phải mua bộ kem dưỡng. Đúng rồi, đúng rồi. Thành ra mình thích cái này, ai đang có bộ kem dưỡng ở nhà thì mua thêm cái này vô. Thì đó là cái vừa rồi, khi xài hết cái đó rồi, lúc đó mình mới chuyển qua mình mua những cái này. Đúng vậy. Đó thì còn cái này là cái chính. Đâu nào là một kem dưỡng. Còn cái này thì nếu mà mình có người lại thích cái serum trong này, mà có người lại thích cái serum này, tại vì hồi đó giờ thích quá, thì có người lại thích hai thứ, thì mình có điều kiện nào mình có thể xài đó. Còn có người nói chứ em muốn mua cái này lắm nhưng mà em lại thấy không có nhiều tiền, thì cái đây là cũng là một cái trị nhân nè. Mình luôn luôn mình sẽ giữ được, mình mua cái này nó rất là rẻ. Nói chung là nãy giờ các anh chị thấy mà cái này là hôm nay là mình thời gian giới hạn là chưa có nói hết các anh chị. Công ty mình còn có một số sản phẩm khác nữa. Không những là dưỡng da không mà còn có mặt nạ, là mặt nạ nên mình chỉ nói sơ là mình kêu mặt nạ lòng trắng trứng ở facelift á. Có thể là lắm, nhiều lắm. Nói chung là nhiều, hôm nay chỉ làm những cái món tượng trưng mà là popular đó ha. Thành ra những anh chị nào mà có thêm những cái câu hỏi hay là những cái gì mà cụ thể theo cái tình trạng da của các anh chị á, thì các anh chị là một lần nữa liên lạc với cái người mà gửi cái video này cho các anh chị ha. Còn những anh chị nào mà tình cờ đó thì là có thể là liên lạc với Quế, với chị Nga hoặc là mẹ của Quế để mà được hướng dẫn chi tiết tùy theo cái tình trạng da của các anh chị. Với lại Nga cũng trước kia cũng gần hết giờ hả Quế? Còn vài phút thì Nga vài phút đó, thì cái này quan trọng lắm nè. Ví dụ như cái nếp nhăn của mình nó tạo ra do cái thói quen nữa. Như chị thì hay dướng. Thế rồi khi mình đánh mascara hay mình cũng nhướng lên thì đó là nó tạo thêm cái nếp nhăn của mình. Thì mình cố gắng mình mà nhờ những cái này, những cái tập của mình á, mình cũng phải giảm bớt, nhưng mà nhờ những cái này nè, nó làm cho mình không có nếp nhăn, mình có mờ đi mà nó không có, nó không tạo sâu. Thì đó tại vì cái tập mà rồi có những anh chị em mình hay ngủ nghiêng bên á. Ngủ nghiêng các chị nhớ nha, một cái là nhướng là cái thói quen nên bỏ nè. Thói quen không tốt nên bỏ, tại vì sẽ làm cho nhăn ngủ nghiêng một bên. Nó cũng tạo ra những cái nếp nhăn cho mắt với lại cho khóe miệng. Thì cái đó là trong những cái mà mình sẽ gặp, thì mình bỏ bớt cái tập của mình sửa lại chút xíu, mình sẽ ngồi nằm sao ngủ sao. Nằm ngửa hay nằm sấp chị? Nằm ngửa em. Nằm ngửa tốt hơn. Nằm ngửa chứ nằm sấp là thật đẹp chết. Vậy là nằm ngửa nằm ngửa. Nếu mà có cái tập nằm nghiêng á thì mình có thể là mình hơi hết cái mặt lên tí xíu để nó giảm đi cái sự mà thấy rõ ràng trên cái mặt của mình á, nhất là khi mà mình làm demo cho người ta nửa mặt mình thấy rõ ràng cứ một bên sẽ bị nhăn nhiều hơn là do có thể là ngủ nghiêng, mình ngủ nghiêng mình rồi còn cái cổ á, nếu như kinh nghiệm của Nga đó
thì cái nào mình cũng phải tập, với là mình cũng phải thì cái cổ á mình cũng phải làm thường xuyên chút xíu. Ví dụ như mình có thể là push up. Ví dụ như mình tập giống như cái cách tập sẽ giống chút xíu với cái hay, tại vì nói tới cái cổ cái tự nhiên mới nhớ là mình mới có một cái mới. Đúng rồi. Cái duet, cái true face là dành cho cổ với ngực á, nó anh chị cho ấy 1 phút với chạy. Rồi chạy đi. Để lấy, tại vì cái đó nó cho cái cổ. Thì nếu ngoài những cái mà sản phẩm để mà mình dưỡng á thì mình cũng phải có những cái tập thể dục, phải không? Thì cái cổ nếu mà tập thể dục cho cơ thể của mình thì cơ thể của mình săn gọn gàng, mình tập cho trên cái mặt của mình thì cái mặt của mình nó sẽ nâng, nó không có sệ. Thì cái cổ của mình cũng vậy, lúc mà mình tập làm sao để cho cái cổ của mình á, khi mình lớn á, cái cổ của mình nó cũng thẳng chứ nó cũng không bị nhăn. Thì mỗi ngày một chút, mình mỗi thứ một chút, chứ mình đừng có để cho nó tàn tạ rồi lúc đó đó mình mới chỉnh sửa đó thì mình tập lại không có, mình khó. Tại vì mình đi bằng những phương pháp tự nhiên thì từ mình làm từ cái hồi mình còn trẻ. Thì á, là cái này mẹ có thể chia sẻ là cái khác biệt nha. Tại vì ngày xưa đó thì mẹ dùng luôn cái True Face là cho cái cổ mà cũng thấy có rất là giảm. Nhưng mà khi mà mẹ chuyển qua cái này, nó gọi là True Face Essence Duet các anh chị, chuyên cho cái cổ, chuyên cho cổ và cái vòng ở dưới cái ngực ở đây, thì mom có thể cho biết, tại vì mom đang xài cái sự khác biệt mà mom nhận thấy cái tốt hơn, tại cái này đã tốt rồi. Cái này tốt hơn như thế nào mom? Thì rất là thích. Trước khi hồi xưa đó mà Amy cũng quan tâm tới cái cổ, tại Amy bị cái problem về cái cổ cũng khá nhiều quá, thì cũng mua cái một cái loại kem về cái cổ của bên Shiseido, xài coi như là phải nói là 5-6 hộp liên tục rồi mà cũng không có thấy kết quả gì hết. Mình có cứ chụp hình mình before and after đó thì mình thấy cũng không có kết quả gì hết. Thì bây giờ khi mà biết được rằng Nu Skin nó mới ra cái kem về cái cổ mới gần đây đâu, 3 tháng này thôi chứ không lâu, thì mình mua và mới vừa xài hết một cái hộp thứ nhất thì thấy là cái kết quả mình hài lòng hơn. Rất là hài lòng. Là nó riêng cho cổ chị, riêng cho cái cổ thôi. Rồi bây giờ mình vừa đúng 7:30 và một lần nữa rất là cáo lỗi với các anh chị là hôm nay là cái internet không biết tại sao mà bị trục trặc. Những anh chị ở phần đối diện á thì có gián đoạn, hy vọng là khi mà mình upload lên á thì nó sẽ được suôn sẻ, các anh chị sẽ được nghe lại nó được rõ ràng hơn. Xem lại nha. Thì cái chương trình ngày hôm nay là mình nói về nhăn nha. Thì là cái để tóm lại một phút với mình nói đó là cái nhăn ở đây các anh chị là những cái vùng mà mình quan tâm, không phải mình nói nhăn thì nó rất là mông lung phải không. Mình nói về nhăn ở trán nè, nhăn ở khóe mắt nè, nhăn ở khóe miệng và nhăn ở cổ, thì mình là có những cái sản phẩm gì hiện tại ở đây mà mình đang xài. Và Quế, chị Nga và mẹ Quế là chia sẻ là từ cái kinh nghiệm bản thân là mình xài mình thấy được cái sự khác biệt, chứ không phải là chỉ tập như sáo ở trên công ty hoặc là những cái lời testimonial, mà đây là cái kinh nghiệm bản thân của ba chị em đây đó. Thì là mình tóm lược lại là mình có cái eShop True Face Essence Ultra này là giống như cái viên nước thần nè. Rồi cái kế tiếp là gì chị Nga? Cái Future Serum, A-Lock Future Serum. Rồi cái Light Corrector. Và cái Facial Spa ở bên Mỹ, ở bên các nước khác là Galvanist. Thì cái máy nhìn nó cũng tương tự, nhưng mà chỉ có cái là cái gel mình xài là nó khác nhau. Ở bên đây là ở bên Mỹ là xài cái gel này các anh chị, còn ở bên Việt Nam và những nước khác thì xài bằng hai cái ống nhỏ này. Và tiếp theo mom là cái em này là em nào? A-Shock Me. A-Shock Me. Cái dưỡng da đầy đủ hết cho dưỡng da nằm trong cái máy này. Mà mấy chị thấy không? Một cái máy này nó đẹp hơn, nguyên một bộ tới 5-6 mẫu ở lũ hũ ở trong cái bồn tắm á. Nó gọn gàng. Đi đây thôi. Và thêm cái nhăn ở cổ thì công ty nó có cái kem về cổ tập trung cho cái vùng cổ. Ok rồi, rất là vui, và các chị nhớ là cái này chỉ là một, coi như là một phần thôi đó. Công ty mình phải nói là tuyệt vời quá phải không? Nói chung là chỉ có một cái vụ nhăn thôi đó mà quá trời sản phẩm để mà giúp cho mình. Thành ra là những anh chị nào mà xài mà hết tất cả những cái này thì đảm bảo luôn là sau 3 tháng là nhìn là da căng như là da bé luôn. Tại vì những cái dòng H-Lock này á là các anh chị xài thử, đừng có phải lo lắng gì hết. Tại vì mấy anh chị xài mấy chục năm rồi nó vẫn phải nhăn, vẫn phải già. Nhưng mà chỉ có 3 tháng mình sử dụng những dòng sản phẩm H-Lock bất cứ cái nào,
nếu mà mình không thấy cái sự khác biệt chụp hình trước và sau 90 ngày, mình công ty sẽ hoàn trả tất cả lại cái đó là cái mà ở trong ở nước ngoài mà có, phải không? Dạ, cái đó là cái mà công ty bảo đảm được. Ok, xin chào tạm biệt cả nhà, rất là cảm ơn các anh chị vào và theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa là mong là cái chương trình xem lại nó sẽ được suôn sẻ hơn và không có bị gián đoạn như là chương trình live ha. Rồi chúc tất cả các anh chị ở bên Mỹ một buổi tối giữa tuần ăn tối với gia đình và nghỉ ngơi thật là tốt đẹp. Các anh chị ở Việt Nam thì là một buổi sáng các chị sáng, nha, đầy năng lượng. Và ở bên Úc và ở bên châu Âu, ở bên châu Âu thì rạng sáng rồi tiếp tục ngủ ngon các anh chị. Còn ở bên châu Úc thì là một ngày thật là tốt đẹp. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau ha. Các anh chị có những cái phần gì thắc mắc về coi như là những cái khía cạnh từ trong sức khỏe bên trong cho tới tóc, cho tới làn da hay là vóc dáng á, có những cái gì các anh chị cứ nhắn tin cho Quế thì Quế sẽ sắp xếp với các anh chị để mà theo đúng cái đề tài mà các anh chị mong mỏi nha. Ok, xin chào cả nhà, cảm ơn nha các anh chị. Hẹn gặp lại lần sau.